Hoa Kỳ diễn tập quân sự tại biển Địa Trung Hải, tăng cường sự hiện diện tại chiến trường Gaza trong nỗ lực giải cứu con tin. Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã hoàn thành các bước cuối cùng trong đợt tập trận ở biển Địa Trung Hải vào ngày thứ Sáu, 3 tháng 11, trong giai đoạn giao tranh thứ hai tại Gaza. Các tàu chiến tham gia tập trận bao gồm USS Gerald Ford và USS Dwight Eisenhower. Chủng đô đốc của Hải quân Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo đã chia sẻ rằng các hoạt động hợp tác huấn luyện có vai trò thể hiện khả năng của Hải quân Hoa Kỳ trong việc hoàn thành liền mạch nhiều nhiệm vụ và hỗ trợ các đồng minh cùng đối tác trong khu vực. Các lãnh đạo Hoa Kỳ theo đó cho biết, việc điều hành cuộc tấn công của tàu sân bay kép cùng với các nhóm đồng minh và đối tác trong một môi trường năng động sẽ giúp thể hiện rõ năng lực chiến đấu của Hoa Kỳ, giúp quân đội có thể ứng phó nhanh nhẹn, dứt khoát và sẵn sàng cho mọi tình huống. Trên chiến trường Gaza, Hoa Kỳ cho biết đã cho phép một số máy bay không người lái tuần hoàn trên không với nhịp độ hoạt động tương đồng với các hoạt động của lực lượng phòng vệ ADF. mục tiêu của các máy bay không người lái này là tìm kiếm con tin cũng như gửi các thông tin tình báo cần thiết về cho hoa kỳ Ý thức tăng cường phòng vệ của Hoa Kỳ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết chỉ sau một thời gian ngắn khi mà các cuộc tấn công đến từ các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã không những không thuyên giảm sau đòn phản công vào ngày 26 tháng 10 mà còn gia tăng trên khắp các, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Các cuộc tấn công này còn được hỗ trợ bởi những biểu hiện thắt chặt quan hệ giữa các nước được một số chính trị gia nhận định là tân tứ giác quỷ, bao gồm Nga, Iran, Trung Quốc và Bắc Hàn. Mặc dù Hoa Kỳ trên trường đối ngoại vẫn đang sử dụng ngôn ngữ ôn hòa với mục tiêu đẩy lùi căng thẳng, ưu tiên hòa bình và nhân đạo, các biểu hiện ngày một giận dữ đến từ các nhóm khủng bố tại Trung Đông như Hezbollah hay Houthis từ Yemen dành cho Israel lẫn Hoa Kỳ, nay còn có sự hiện diện của lực lượng Wagner theo Nga, đã khiến các nỗ lực trấn giữ hòa bình thế giới trở nên phức tạp hơn. Nếu quý vị thích thông tin này, xin đừng quên nhấn nút yêu thích, cũng như chia sẻ và ghi danh để giúp kết nối gia đình, bạn bè cùng cộng đồng gần xa. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cùng thời gian quý báu của quý vị.